mặc định nhé, General User Interface. Kệ luôn. Sao? Kệ luôn. Display cũng kệ luôn, bởi vì nó đã setting cho chúng ta sẵn tất cả mọi thứ rồi. Chúng ta đây, nó xác định cả, xác định cả cấu hình sẵn cho chúng ta rồi này. Các bạn thấy không? Như vậy là nó đã hoàn thành cái việc đó là tự động cài đặt sao cho phù hợp nhất với cả phần cứng của chúng ta rồi, cho nên chúng ta cũng chẳng cần phải động vào gì nhiều. Chứ khi các bạn thích thì các bạn kéo thêm cho nó cao lên, nó tùy thích các bạn thôi, để xem nào. Mình cứ để mặc định. Vừa rồi, quá thì lại ác, quá chịu. Ai cho lên thử phát đi. Cho nó mạnh mẽ. Cả con 50 mà, ở đi. Rồi, đến phần control. Đây là cái phần mà mình ngạc nhiên nhất khi mà mình bắt đầu gì ta? Bắt đầu test cái tựa game này. Đây, phần control trên thì bình thường, nhưng mà xuống đến phần control stream vào đây thì kinh khủng, các bạn thấy không? Úi dồi ôi. Kinh khủng luôn, đó chỉ là các cái nút sử dụng trong cái tựa game thôi đấy. Quá nhiều chức năng đúng không nào? Điều đó cho thấy đó là cái tựa game này được xây dựng rất là chi tiết. Các bạn có thể chơi một cách có thể nói là hoàn hảo trong những ai mà đam mê về cái thể loại game RPG, chắc chắn là sẽ rất thích cái bảng control đấy. Quá nhiều nút, sử dụng gần như là toàn bộ cái bàn phím luôn. Các bạn thấy không? Cực kỳ nhiều. Với các chức năng riêng biệt khác nhau. Các bạn thấy đây. Rồi, đó là lướt qua một chút phần control. Mình sẽ không thay đổi gì hết, mình sẽ để mặc định tất cả mọi thứ luôn. Bây giờ mình sẽ vào phần campaign nha các bạn. Multiplayer thì mình nghĩ không chơi được rồi, bởi vì đây là game crack mà. Khả năng game crack chơi được online rất là thấp. Cho nên là thường là các bản game như này họ chỉ crack cái phần single player thôi. Bây giờ mình sẽ vào phần campaign nhá. Mình sẽ vào new game. Mình chọn chế độ. Mình là một người chơi mới cho nên là easy thì mình sợ là dễ quá, nhưng mà normal thì chọn normal cho nó hợp tí nhá. Và chọn set control rồi. Nãy control A, control B đấy. Mình chọn control A sau đó let go. You are General Sentenza Noria, commander of the Wolf Guard. A group of rebels to overthrow the crown has taken refuge in a deserted castle in the wilds of Iskander. Their leader, a mage named Isamu Tahar, is as charismatic as he is. Chưa từng nghe về cái tên game này. Mình chỉ vô tình tìm được nó trên vài trang chuyên mục Crack Game thôi. Mà thấy cái kiểu chơi của nó cũng khá thú vị, cho nên là mình cũng xách về và hướng dẫn các bạn download Crack luôn. Các bạn rảnh thì có thể download và chơi thử. Khá thú vị. Thời kỳ máu lửa Trung Cổ. Đó luôn là một đề tài hấp dẫn cho bất cứ thể loại hay dòng game nào, cũng như là phim ảnh nữa. Loát hơi lâu rồi vậy. Nặng vậy sao? You are General Sentenza Noria, Commander of the World War. According to a rumor, a group of rebels planning to overthrow the crown has taken refuge in a deserted. Được rồi, press back to continue. Để hiểu nó ghi cái gì đấy. Đây các bạn. Khung cảnh khá là đẹp nếu không có cái bộ xương chết tiệt này. Thật sự như vậy. Bộ xương cái nói làm xấu đi khung cảnh tuyệt đẹp mà các nhà làm game đã tạo ra. Game này chúng ta chơi từ góc nhìn trên xuống các bạn ạ. Các bạn có thể ấn spec để tua qua những đoạn hội thoại như này. Ví dụ mình dí spec nhá. Tua. Được rồi, đây là các nhân vật chúng ta sẽ điều khiển trong tựa game này. Các bạn có thể lăn có thanh cuộn con chuột để có thể nhìn gần hơn các nhân vật của các bạn. Đây. Các bạn có thể thấy các skill riêng biệt của từng người. Anh chàng này có skill là quay mắt nữa nào. À có đao rồi các bạn ơi. Còn đây có vẻ là một trông giống một thuật sĩ. Skill là V kép. Có vẻ là hồi máu các bạn ạ. Còn anh chàng này thì skill anh ta là E. Là cái gì vậy? What the hell? Có lẽ là một kill bị động các bạn ạ. Giờ đi nào, đi đâu đây? Chúng ta có thể nhìn trên bản đồ, đây là cái điểm nào đây? Điểm tấm than này à? Các bạn chúng ta vào đó các bạn ạ. Hệ thống nhiệm vụ của game này mình nghe nói là cũng khá là đồ sộ, nên chúng ta có thể chạy khắp nơi và làm nhiệm vụ rất là thích. Đi nào. Hả? Sói à? Chơi luôn.
Quay. Mày hả bởi. Ui. À skill này. Ui skill target là một mục tiêu á. Really? Ai đấy? Ơ, ai vừa giúp mình đấy? Lính à? Có lính ở đây à? Yes sir. Good. Then let's find private cargo. À để mình bơm máu đã các bạn ơi. Commander. À! What is it? Nó vào cái nhà này. À sói à. Quýnh nó. À con heo các bạn ạ, không phải sói. Đây rồi, nhiệm vụ rồi, chấm than trên đầu các bạn. Sure. Đi vào thôi. General Noria, private cargo. Impossible to say, sir. What happened to the patron? I am poison. They had it in their robes. Swap cowards. The prisoners, as you might. No, sir. Good. Good work, bro. Oh, let the worker. Understood. Get over here, man. Yes, you. For those of you who don't know the who hell? This is, General Sentenza Nori, spy master of the Queen and có một nhóm nào đó đã vào với đội của chúng ta. Đại hái là vậy. Cái tua đi nhá. Take on the crown. Ồ, chiến luôn à? Căng vậy. Chơi thôi anh em ơi. Chém bỏ mu nó. Hồi máu nào. Quay kiếm. Xài hết skill ra. Chiến đi anh em ơi. Hồi máu được nữa không? Hồi máu được nữa không? Nhanh không? Hồi máu nào. Chết lính rồi. Hay quá. Các bạn ơi, đi. Đánh nhau loạn sinh lỗi lên. Này nó xây nhà này các bạn ơi. Ui giời ơi, thế này thì bảo sao không hấp dẫn các bạn nhỉ? There's plenty of fish in these waters too, so maybe. Đây, lính riêng này, đây là lính đánh gần à? Dìu à? Cần chốt 4. Công thủ đâu? We're ready. Just give the word. Đây là lính à? Make it quick. Đây là đang chạm cần chuẩn 3 đây. Còn đây là cần chuẩn 2 đây. Còn 4 vị tướng của chúng ta sẽ là cần chuẩn 1. Thế nào? Đó là xây nhà. Hai chú xây. Make up your mind for heck's sake. Sao đi xây nhỉ? Ai là người phụ trách xây nhà đây? Yes. Stay hell. Orders. Did you say something? Commander. Did you say something? Commander. À, sao lại kiếm gỗ nhỉ? What? À, chui vào trong. Go. Bang. Did you say something? Say something. What I can say? Sao lấy gỗ nhỉ? À, dân này các bạn ơi. General, I advise against issuing orders directly to a worker. Tell the taskmaster if you want something constructed or a building manned instead. Anh nhầm rồi, xin lỗi. So, Carpal, where are you from? Điều khiển quân. We never got the chance to talk back in Greece. Some village in Iskander. Doubt you know it. Nó làm nhiệm vụ nào? And how did you get the Lord Marshal to recommend you? Gwen, just stop pestering him, okay? All right. Nhà gì vậy? Tới nào mọi người? Tôi một tay nào. Chúng ta sẽ xây dựng quân đội các bạn ạ. Sau đó thì sử dụng quân đội chúng ta chiến đấu. Câu cá này. Đây là thua khai thác thịt. Đúng rồi. Fisher. Đây là đốn củi. Rồi đốn nó ăn hết củi rồi. Còn vài cái cây rồi. Đấy, thêm người vào là nó sẽ tự động có người tới để giúp chúng ta chặt củi, chặt cây các thứ. Ở đây có lẽ là cái chợ rồi này. Đây, các bạn có thể thấy các cái tín hiệu trao đổi buôn bán ở đây. Mình đoán chắc đây là cái chợ. Ở đây là cái heo rồi đấy. Âm 7 gỗ, đồ gỗ rồi, nhanh nào các bạn ơi.
Chứ mình nhà là chặn vài cái nhà nào. Nhà gỗ barrack. Cái nhà này đây là gì nhỉ? Longer cabin à? Yes. Mình sẽ xây thêm cái gì đó nhỉ? Hunter cabin này, longer cabin này. Function for everybody. Xây được, xây được cái nhà này đâu. Sao mà nó đi lấy gỗ ta? Trước mắt thì đi làm nhiệm vụ đó. Cứ để nó khai thác gỗ ở đó. Còn quân đội chúng ta đến đây nha. Ui tốc độ chuột chậm quá. Option camera bên ở đâu nhỉ? Mouse sensitivity, các bạn nhìn giùm mình với nào. Mouse sensitivity đâu nào? Chắc là ở đây. Đây mouse sensitivity đây. Nâng lên chút. Nhanh hơn tí rồi. Let's go. Cái nhiệm vụ đây các bạn ạ. Quân đội thì ở đây ở nhà bảo kê. Vậy chia ra đứng bên nhà bảo kê. Còn đội chính sẽ đi lên đây. Sir, a question. This coup Tahara's planning. Đứng nắm gỗ này. Stop him. Do you think he'll have a chance? No. Even with support, I've heard that houses can't. Fair enough. Đấy, tất cả. Now let's man them. The quicker we get those soldiers on, the better. Commander. Đây thì mình sẽ xây thêm một cái nhà gì đó nhỉ? Xây được. Không xây được. Even with cái nhà này hoàn thành được bao nhiêu? Nhà gì vậy? House Iskander is sympathizing with this cause. Chuồng ngựa. Héo. Tất cả sĩ quân này các bạn ơi, đây là nhà lính rồi. And even if it weren't, and this revolution he's planning really is about the safety of ages. Aelod Iskander doesn't care about that. Ah, what the fuck, really? Quay chuồn không? Mày hả bởi? Mồi mó. Nữa các em ơi. Đấm ba con nhện. What a queen. What a king. Mày hả bởi? Người nó. Ok, chúng ta đã nhận được khá nhiều đồ ấy. Cái gì đó liên quan đến con nhện. Con mình tự lấy hết. What the hell? Năm phẩm. Đám nữa đây. Mình thấy cái chấm đỏ trên bản đồ các bạn ơi. Chiến đây. Chiến đây. Ui, bọn đông quá, bọn đông quá, bọn đông quá, bọn đông quá. Về 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 tìm cứu viện, về tìm cứu viện, về tìm cứu viện. Quân đội đâu, quân đội đâu, quân đội đâu. What is it? Right away. I'm ready. I, Commander. Commander. Yes. Hey. Chơi nó anh em ơi. Chơi đừng có ngủ ơi. Lên nào, lên nào, lên nào, lên nào, lên nào. Mày hả bởi. Hồi máu, hồi máu, hồi máu nhanh, hồi máu nhanh. Nhanh nhanh nhanh, quân đội đâu. Tướng gần chết thì vẫn ở đây. What the hell. Chiến nào, chiến nào, chiến nào. Trận này có vẻ chúng ta thắng áp đảo các bạn ạ. Hồi máu nữa nào. For the queen. Ok, cướp bãi gỗ của nó nào. Năm gỗ. Lấy hết. Bằng cái lông gì đấy. Ô, ở đây có người à? Ôi, nhẹ đến, nhẹ đến, nhẹ đến. Quân đội đâu, quân đội đâu? Quay về bảo kê nhà cửa nào. Quân đội này tiếp tục đi khám phá thế giới. Mình xây thêm cái nhà gì không nhỉ? Con cua, con cua kìa. Những cái nhện nó chỉ lang thang quanh đây thôi, không có tấn công. Rồi, gỗ 24, 2 chiếc các kiểu. Bây giờ mình có thể xây quân đội được rồi. Mình có thể xây anh Trang ngay, xem nào. Chạy chậm vậy. Chân dân à? Sao vậy ta? Nó ăn buôn bán các kiểu. Rồi, chưa đưa tiếp nào.
Đây là bốn con tướng chính. À, lại thấy gì rồi, lại thấy gì rồi. Ôi, có ngựa các bạn ơi. Nó nhìn mạnh quá. Có lên phang không nhỉ? Quân này nó có giáo nữa. Nó không lên nhiều. Mặc dù tướng chúng ta rất là mạnh, nhưng mà chúng ta cũng không nên tham gia những cuộc chiến mà không đáng có. Khi nào quân đội mạnh rồi, chúng ta sẽ vác quân đội chúng ta đi tiêu diệt đối phương dễ dàng hơn. Các bảng giới thiệu nhỉ? Đấy, qua đây. Để vào đây. Xem nhà ai nói. Yes. As your command, huh? Let the taskmaster know if you need some help. Dân gì chơi quá trời. Ồ, đồ này. Đây mà được, ta cầm hai kiếm rồi. Xây được cái nhà nào nhỉ? Need something? À, lính của mình nha các bạn ơi. Lính gì nhìn kỳ vậy? Chúng nào? Mình sẽ thử quất mấy con nhện này xem. Let's see them catch this. Ra là vậy, kiểu rồi. Ném lửa các bạn ạ. Quân này có lẽ là quân dùng để công nhà này. Ném lửa chắc chắn là vào nhà cháy rất là mạnh. Đánh lính thì mình nghĩ là không mạnh lắm. Hiệu quả không cao. Đúng rồi. Đây sẽ là quân đội chủ lực đi phá nhà. Đốt làng phá xóm. Được rồi, đại khái là như vậy. Chúng ta sẽ xây dựng quân đội, sau đó đi làm nhiệm vụ. What the fuck cái tay gì đấy. Rồi, kệ đi. Đại khái là chúng ta sẽ xây dựng quân đội, sau đó đi làm nhiệm vụ chinh phạt các nơi này, chinh phạt các nơi kia để mở rộng cái địa bàn của chúng ta ra, để chứ nào. Đó là đặc trưng của cái tựa game này. Đấy, chỉ có vậy thôi. Có lẽ mình sẽ dừng cái phần trải nghiệm game ở đây. Sẽ ALT 4 nhá. Không được luôn, trời heo. Rồi, mình đã hoàn thành cái video hướng dẫn các bạn download và crack cái tựa game đó là Spellforge 3. Một tựa game khá là hấp dẫn. Và có thể nó sẽ giúp các bạn đốt rất nhiều thời gian đấy. Chúc các bạn download game thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn nhớ subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để có thể cập nhật những cái tựa game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Chào tạm biệt các bạn.